Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong hôm nay có gì hot ngày 25 tháng 7 với những tin tức công nghệ cực kỳ nóng hổi không thể bỏ qua. Mới đây, Vietphone 2 đã tiếp tục xuất hiện thông qua ảnh đại diện của giám đốc kinh doanh ngành hàng viễn thông di động của Thế giới di động. Qua bức hình này, chúng ta có thể thấy đây có thể là phiên bản Vietphone 2 cao cấp, hay còn được gọi là Vietphone 2017, với thiết kế mặt lưng bóng bẩy, màn hình lớn 5,7 inch và được trang bị cụm camera kép. Những tin đồn trước đó còn cho biết, phiên bản này sẽ sở hữu chip Snapdragon 835, RAM 4GB. BKAV sẽ chính thức giới thiệu những chiếc smartphone mới của hãng vào 9 giờ ngày 8 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Minji Kuo, nhà phân tích rất có uy tín trong việc đưa ra những thông tin sớm về các thiết bị của Apple, thì mới đây lại đưa ra một thông tin về chiếc flagship của Samsung, Galaxy Note 8. Thông tin đưa ra của ông khá bất ngờ khi nói rằng Note 8 sẽ có một camera 13MP góc rộng và một camera 12MP tele cho khả năng zoom 3x. Ngoài ra, cụm camera này còn có chống rung quang học ở cả hai ống kính. Không chỉ vậy, một nguồn tin khác cũng tiết lộ, Galaxy Note 8 sẽ được bổ sung thêm màu sắc mới mang tên là Deep Blue lạ mắt. Samsung sẽ chính thức ra mắt Galaxy Note 8 vào ngày 23 tháng 8 tới đây tại New York. Sau Snapdragon 835, Qualcomm dự kiến sẽ tung ra phiên bản cải tiến nhỏ mang tên Snapdragon 836 vào cuối năm nay. Những thông tin mới nhất, việc xử lý Snapdragon 836 sẽ chỉ mạnh hơn khoảng 10% so với Snapdragon 835, nhưng nhỏ hơn, tối ưu hơn cho camera và tiết kiệm điện năng hơn. Dự kiến, thiết bị đầu tiên được trang bị bộ việc xử lý này sẽ chính là Google Pixel 2. Song song với ảnh nhá hàng về sự ra mắt hàng loạt smartphone Zenfone 4 mới, Asus cũng vừa tiết lộ gương mặt đại diện cho thương hiệu Zenfone 4 của hãng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Qua những gợi ý đi kèm bức hình được đăng tải trên Facebook, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra đây là diễn viên Hàn Quốc cực kỳ nổi tiếng Gong Yoo. Anh đã góp mặt trong rất nhiều bộ phim nổi tiếng đình đám như là Coffee Prince, Train to Busan hay Goblin với sự góp mặt của chú yêu tinh. Asus đang thể hiện sự đầu tư cực kỳ kỹ lưỡng cho sự trở lại lần này với dòng Zenfone 4 sắp tới. Trên đây là những tin tức hot nhất trong ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong hôm nay có gì hot ngày mai.